Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng nha bà con. Em dưới tiền cho lên cho anh em một ít máy mà chưa dọn, rồi máy dọn rồi nhờ anh em mình tham khảo nha. Còn chợ ở của em á, là em ở ấp Minh Tiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Con đầu tiên em lên cho anh em buổi chiều này là con Mitsu 85. Ngoại hình thì máy nó vậy đây, cái trần dân trụi máy này là khi nó về nó đã thiếu cái bu e, thiếu bu e hiện trạng thì em bán theo hiện trạng anh em, là hiện tại là nó không có cái bu e. Em có đặt cái bu e này về rồi nhưng mà nó chưa về kịp. Bu e này nó xài chung cái cổ nó lớn, nó xài chung với mấy thằng cua ta hai 7 8 rồi đó, mấy cổ cổ bu e lớn 42 ly á, là nó gắn vừa, mà giờ hiện tại bên em thì đang hết trơn. Còn máy này theo góc độ em nhìn, thứ nhất là cái bô nữa không đóng khối nè. Em nghĩ là cái này ít chạy nhưng mà có lẽ là do bỏ đồng, người ta bỏ bãi lâu quá, cho nên nó thiếu cái này nè. Cái này nguyên nhân mà gây, nãy em có lăn thử là nó bị cứng, nó lăn qua nó không có tròn tu à. Nhờ con Liên lên trước giùm bác đi tiền. Cái này về mấy ngày nay tụi em không có thợ làm, Nhi thì bữa nay nó mới vô thừa, mấy ngày nay không có làm anh em ơi. Hôm nay đi chặt bắp gì 1657 anh em ơi, số quá trời nhỏ. Em ngán nhất là mấy dòng Mitsu với dòng Toyota 728 vậy, số nhỏ xíu à. Mitsu 85 16570 16570 là số series của máy này. Rồi nhờ con trai bỏ xuống đi cho, chắc nước còn có mở thử chưa. Rồi con thử cái nước này. Cái dòng này nó có đồng tiền nước 22 ly dưới đây nè. Để em gờ đít nó có bị thiếu đồng tiền không. Cái góc độ em nhìn thì coi nhớt nè, em thấy nó còn chưa xét nè. Đó, quay qua nhanh có xu nước thử luôn trời. Nhanh gì. Cái này em bán về cho anh em bà con, đặc biệt là có tay nghề ha, hoặc là biết về máy. Cái giá cái quanh nó chảy luôn rồi con trai ơi. Lấy cái tay quay khó. Ôi dạ. Rồi được rồi. Hoặc là anh em có một cái máy Mitsu đang dùng mà nó bị hư bộ phận này hoặc là bộ phận khác ha, thì anh em mới mua. Vì cái máy này dành cho những người mà nói chung là biết về máy mới được, biết về máy hoặc là đang sử dụng thiếu bộ phận nào đó, thì anh em mới mua. Bị máy này là máy trên bãi về hoàn toàn chưa dạo, chưa dọn mà cũng chưa đụng chạm gì hết. À, các nước thì bên em bao ha, không có lủng, không có xì, chắc chắn trắng 100% với anh em luôn. Là có sao em nói vậy ha. Còn máy thì em lăn nó giật gì nè, nhà con lăn nhẹ nhẹ qua đây ha. Lăn nó giống như là nó bị dướng với tông, kéo về đây nè, kéo về bên bắc nè. Đó nó theo như kinh nghiệm của em á, là lăn con lăn nhẹ nhẹ cho nó qua được rồi. Đúng rồi, là nó bị dính đỉnh với tông anh em, giống như là cây sức bắp nó khi mà nó về nó không có đụng đỉnh này nè, nó còn một khúc ngoài vậy nè. Này nó không có boe nước vô nó xét đầu á, lăn nó vẫn còn được nhưng mà nó không qua tua. Cái này có một số trường hợp mình hên đó, là mình xử lý nó, mình cho nó qua luôn, mở cái này với cái boe mình xịt nước làm sao mình cho nó trôi xét ra chỗ cái đầu cái tông, nó qua được thì nó qua luôn, còn qua không được thì mắc mở ra mình xử lý nha nè. Anh em nào biết rồi bỏ qua phần này giùm em ha. Còn hiện trạng thì em bán, nói chung là bán máy chết, máy này bán máy đứng nè. Thùng dầu thì em thấy nó còn khá đẹp nha. Đó, dầu ngoài nhìn nó mới, không có miếng gì chống hết luôn. Cái dòng Mitsu 85 này rất là mạnh nha nè, bê tông 82 ly. Con số anh em thắc mắc là hỏi là Mitsu 7, Mitsu 8 là nó có cái đời, nó có cái bơm nhớt, cái bơm dầu phụ chỗ này có đời không, thì cái này nó cũng giống như anh em nói nha, là nó có hai đời, một đời là nó có cái gắn cái bơm phụ chỗ này mà mình không cần xả dầu bọt á, một đời nó không có, chứ không phải là nó không có là nó Mitsu 7 anh em, nó là Mitsu 8 cái tông 82 ly. Cái này em nhìn thấy nó rất là đẹp luôn, con dầu chỉ duy nhất là thiếu cái bô e thôi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha, máy này anh em về tự dọn là em bán anh em là 48 em bao ship nha nè.
48 bao ship. Anh em nào làm được con máy này thì alo giùm em ha. Và tiếp theo là cái Mitsu 7. Ngoại hình máy nó thì em quay cho anh em bà con cô bác mình coi. Thì em chỉ xịt nước sơ xài qua loa thôi. Bị mấy ngày nay là hoàn toàn là không có thợ làm, con Nhi bữa nay nó lót tót vô được buổi trưa tới giờ. Hôm nay không có thừa thì không có ra, nói chung là lực lượng bây giờ mỏng lét luôn. Nên những cái máy nào mà đổ dầu vô chạy hoặc là làm rất là nhẹ thì tụi em mới lên sóng cùng anh em được ha. Là máy này Nhi làm rồi nè. Đây là cái máy số 7. Này đặc biệt là anh em để đồng bơm nước mấy dòng này nó rất là bền, rất là nhạy, nhưng mà giá tiền cái này vừa túi tiền đó. So với mấy D6 thì nó chạy ngon hơn nhiều nha, chạy ngon hơn rất là nhiều, độ bền cao. Bây giờ mình mua cái máy D6 nước bây giờ nó cũng tầm 4.4-4.5 đi, mà chạy còn mắc canh nước, còn này chạy gió. Này thì trên bãi về thì người ta tẩm cái góc đề nó mất tiêu rồi, về tới em thì nó không còn góc đề nữa. Cái này thì có ống khối, lấy tao quay ra con. Này hồi thì em gắn chống khối vô cho anh em bà con cô bác mình nha. Này cái bue nè, ba con tiền nè. Quay chạy luôn sao á? Ừ, con quay chạy luôn đi. Nhìn nó hơi xét. Kết nước cái dòng này nó dày dữ lắm. Này chưa đổ cắt nước rồi vậy con. Chưa đổ nước. Oh yeah yeah. Ra rủ 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 một tiền nhậu gì bạch. Tưởng ra rủ một tiền nhậu chứ. Rồi quất nó con. Anh em chạy bơm nước là tầm cái này. Đây là bơm dừa đó. Không phải nó cái dòng này là nó chạy nó đầm nó có rung. Không phải nhiều hết đó. Vì nó có búa giục nó mạnh. Cái ưu điểm của nó là nó bền, rất là bền như nè. Bền, anh em thấy nó hầm hố gì nó chạy nó sụp hồi dầu. Nó chạy hết hồi dầu so với cái máy của đêm mà. Em nghe ông anh ông nói là ông có thử chạy rồi, ví dụ như một tiếng đồng hồ, ví dụ là cái máy dầu D6 mà chạy là 1 lít thì này nó chạy có khoảng hơn 3 tỷ tiếng so với từng lít đó. Còn nó là tính về lâu dài, anh em nào tính kỹ thì nó ra cũng khá khá chút tiền đó, thì trên lợp ví dụ mà độ hậu dầu đó. Cái dòng này thì mặt ra nó rất là dày nha, nó dày dữ lắm vậy. Cái này chỗ nó làm về dặn cái này, bởi em suy nghĩ là con máy nó nặng hơn người ta lại như này, đồ nước bây giờ quá chắc chắn nó dính đúng. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái này là cái Mitsu 7. Mitsu 7 nha nè. Cái này em bán cho anh em là 4.2 triệu em bao ship. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em trừ lại 400.000 ha. Là nó tầm 3.8 triệu. Mà nhưng chắc chắn 100% với anh em, thứ nhất là mạnh hơn D6. Thứ hai bền hơn, thứ ba là rất ít hao nhiên liệu. Nhìn thấy anh em có thể một số bà con nhìn thấy nó cũ kỹ, có thể là mình đánh giá là con ấy u, nhìn thấy ghê ha. Nhưng mà thật sự nếu anh em nào mà có mua một
cái máy này gần một bà con nào mà đang sử dụng cái D6 ha, mình coi thử cái độ bền đó, thì anh em sẽ nhận thấy là cái những cái dòng máy Nhật Bản mà không phải riêng về máy su này ha, nó sẽ rất là bền so với những cái dòng máy D mình ha. Còn có một số bà con đang phân vân về vấn đề là linh kiện, có một số anh em nhắn tin mà hổng dài bị em công việc nhiều quá em không có trả lời hết được ha. Thứ nhất là nói là dòng máy này là không có linh kiện, thì anh em bà con cô bác nào đang cần những cái linh kiện này, ví dụ là nắp phi láp nè, bét nè, rồi bạc sơ mi bê tông, thì cứ việc alo em ha, ở bên cửa hàng bên em có bán hết nha nè, bởi anh em an tâm gì em để đó nha. Số bà con cứ nói ui cái máy này không có đồ, anh em nào nó không có đồ cứ gọi đi em đáp ứng cho anh em từ A tới Z. Nếu một số bà con cứ nhắn tin cái gì rồi em không có thời gian, dưới lúc này em bận quá rồi em không có trả lời được. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho anh em một cái con máy chưa dọn này, này là SS80. SS80 cái này là về hoàn toàn cũng chưa dọn luôn, mình máy thì xét nghẹt đen thui xấu quá, nói chung là em xấu sao cái máy này xấu hơn, cái nền chưa đóng nữa, đây còn dầu luôn mẹ, còn dầu luôn hả, còn hơn nửa bình luôn đó. Trời ơi cái gì vậy, con lăn nó thử nhúc nhích không, kệ có tay quay kìa, lăn được, ồ lăn được không hả, dầu hơn nửa bình anh em ơi, anh em nhìn nè, chỉ nói giật mình luôn á, lời rồi, tại cái máy nào cũng về mà nhóc bình dầu này dạo luôn rồi. À, chưa có chân nền nha, lỡ nó chạy bắt tử cái là chuyện không có nổi đâu nha. Con bé xúc bắp, quay chơi không bé xúc bắp luôn chơi, chơi liều với con trai. Không bơm. Không bơm. Đây lấy tay nè, không bơm được rồi. Không bơm, không bơm, không bơm. Không bơm, không bơm. Máy này xử lý vô nè. Rồi cái máy này nhờ con nghiêng cho trước giùm bác ơi. Cái này là SS70. SS70 cái số series là 71 150 cái gì kìa. Cái số khó nhìn quá anh em ơi. Bị chưa có rửa kỹ. 7150. Mình máy là nguyên viên toàn tập dơ hèm đen thui xấu quá. Nói chung là chưa rửa nó đã xấu rồi, chưa rửa nó càng xấu hơn. Buli thì nó mẻ rảnh ngoài tí xíu anh em, buli này chắc cỡ khoảng một tấc, nhưng mà máy thì lăn được, không bơm. Cái này em bán về cho anh em tự dọn ha, cái này ở SS70 anh em nhớ lưu ý giùm em ha, nguyên si toàn tập để em bán theo nguyên trạng gì nè, là không kèm theo tay quay, anh em nhớ lưu ý là chưa có cái tay quay nha. Cái này em tính anh em là 4.2 em bao ship nha, 4.2 bao ship. Rồi tiếp tục cái máy này là cái máy Su-7 này, có làm chưa con trai? Cái máy này là máy chưa dọn nè, máy chưa dọn dành cho đặc biệt cho anh em bà con cô bác nào mà có tay nghề, anh em nhớ lưu ý là có tay nghề hãy mua về những cái máy này nha. Vì máy này là máy trên bãi về tụi em không có thợ, tụi em mới bán giá giá gì nè. Rồi nhờ con lăn giùm bác ơi. Trời ơi con dây này 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 là giữ luôn rồi nè, đó cái này là mắt in gì em không biết, này là cũng giữ lắm luôn nè. Cái dòng này em rất là khoái, nó giống như mấy video trước em hay nói, thứ nhất là bền, thứ hai là chạy hay ít rung. Lăn được không anh? Dạ được quá. Lăn đi, lăn hai tay đi em dịch cho. Để xúc bắp, để xúc bắp để lăn chết đó. Rồi hơi còn mặt mặt luôn hả? Dạ hơi tới dính tôi rất hơi dữ lắm rồi nè, rất là hơi hơi nhám rất là nhiều. Rồi bỏ xuống đi con trai, rồi bỏ xuống đi con. Cái này thì góc độ em nhìn thì cái thùng dầu này bên bển đã bị người ta hàng còn anh em, cái này ngay anh nhà nghèo nè, giống em nè, tận dụng được tối đa những gì mình đang có luôn. Mình máy nó thì gì đây, máy su thì mặt gam 100% với anh em, nếu mà anh em nào chưa từng xài thì quay nói là sao nhìn nó xấu. Cái dòng này mặt gam nó gì đó, nó bằng gan, bởi anh em lúc nào nhìn thấy nó cũng cái màu gì nè, chứ nó không có mới đẹp giống như những cái dòng máy khác. Bị của mình nó là giống như sắt pha gan, nó rất là dày dặn, rất là chắc chắn nhưng mà nhìn không đẹp. Cái này em bán cho anh em là 3.880.000, bị phí ship máy này là 380.000.
còn mấy em bán cho anh em là 35, chưa có tay quay là 30.500, tổng cộng có máy này là 3.880.000. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha, máy thì em bao lăng bao hơi anh em mình luôn. Chỉ có cái điều là thủ sẵn là mình có tay nghề rồi mình không mua, hoặc là mình đang sử dụng máy này mình biết chút ít gì máy dầu anh em không mua những cái máy chưa dọn anh em, sợ nhiều khi anh em mua về cái làm mà nó không có chạy, mình không có tay nghề á thì bị vợ hoặc con than phiền khi nó mất cái tình cảm cho gia đình anh em. Em không muốn chuyện đó xảy ra, còn sao mà cảm thấy mình tự tin mình làm được mình không mua, còn nhắm hơn không làm được thì nhờ bên em hoặc là bên nào làm cái máy nó nổ rồi hoặc là một cơ sở bán nào ha anh em mua. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em. Giờ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng nha bà con. Em dưới tiền cho lên cho anh em một ít máy mà chưa dọn, máy dọn rồi nhờ anh em mình tham khảo ha. Còn chợ ở của em là em ở ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Con đầu tiên em lên cho anh em buổi chiều này là con Mitsu 85, ngoại hình thì máy nó vậy đây. Cái trần dân trụi máy này là khi nó về nó đã thiếu cái bu e, thiếu bu e hiện trạng thì em bán theo hiện trạng anh em, là hiện tại là nó không có cái bu e. Em có đặt cái bu e này về rồi nhưng mà nó chưa về kịp. Bu e này nó xài chung cái cổ nó lớn, nó xài chung với mấy thằng cua ta anh em, 7 8 rồi đó, mấy cổ của bu e lớn 42 ly á, là nó gắn vừa mà giờ hiện tại bên em thì đang hết trơn. Còn máy này theo góc độ em nhìn, thứ nhất là cái bu nữa không đóng khối nè, em nghĩ là cái này ít chạy nhưng mà có lẽ là do bỏ đồng, người ta bỏ bãi lâu quá thì nó thiếu cái này nè. Cái này nguyên nhân mà gây nãy em có lăn thử là nó bị cứng, nó lăn qua nó không có tròn tu à. Nhờ con nghiêng lên trước giùm bác đi tiền. Cái này về mấy ngày nay tụi em không có thợ làm, Nhi thì bữa nay nó mới vô thừa, mấy ngày nay không có làm anh em ơi, hôm nay đi chặt bắp gì 1657 anh em ơi, số quá thì nhỏ. Em ngán nhất là mấy dòng Mitsu với dòng cua tay 7 8 vậy, số nhỏ xíu à, Mitsu 85 16570 16570 là số suy của máy này. Rồi nhờ con trai bỏ xuống đi cho chắc nước, còn có mở thử chưa. Rồi con thử cái nước này. Cái dòng này nó có đồng tiền nước 22 đi dưới đây nè. Để em gờ đít nó có bị thiếu đồng tiền không. Cái góc độ em nhìn thì coi nhớt này em thấy nó còn chưa xét nè. Đó, quay qua nhanh có xu nước thử luôn trời. Nhanh vậy. Cái này em bán về cho anh em bà con đặc biệt là có tay nghề ha, hoặc là biết về máy. Cái giá cái quanh nó chảy luôn rồi con trai ơi. Lấy cái tay quay khó. Ôi dạ. Rồi được rồi. Hoặc là anh em có một cái máy Mitsu đang dùng mà nó bị hư bộ phận này hoặc là bộ phận khác ha, thì anh em mới mua. Vì cái máy này dành cho những người mà nói chung là biết về máy mới được. Biết về máy hoặc là đang sử dụng thiếu bộ phận nào đó thì anh em mới mua. Bị máy này là máy trên bãi về hoàn toàn chưa dọn mà cũng chưa đụng chạm gì hết. Các nước thì bên em bao ha, không có lủng không có xì, chắc chắn trắng 100% với anh em, nhưng mà có sao em nói vậy ha. Còn máy thì em lăn nó giật gì nè, nhà con lăn nhẹ nhẹ qua đây ha. Lăn nó giống như nó bị dướng với tông, kéo về đây nè, kéo về bên bắc nè. Đó nó theo như kinh nghiệm của em á, là lăn con lăn nhẹ nhẹ cho nó qua được rồi, đúng rồi, là nó bị dính đỉnh với tông anh em, giống như là cây sức bắp nó khi mà nó về nó không có đụng đỉnh này nè, nó còn mình một khúc ngoài vậy nè, này nó không có boe nước vô nó xét đầu á, lăn nó vẫn còn được nhưng mà nó không qua tua. Cái này có một số trường hợp mình hên đó là mình xử lý nó, mình cho nó qua luôn, mở cái này với cái boe mình xịt nước làm sao mình cho nó trôi xét ra chỗ qua đầu cái tông, nó qua được thì nó qua luôn, còn qua không được thì mắc mở ra mình xử lý nha anh em nào biết rồi bỏ qua phần này giùm em ha. Còn hiện trạng thì em bán nói chung là bán máy chết, máy này bán máy đứng nè.
thùng dầu thì em thấy nó còn khá đẹp nha. Đó, dầu ngoài nhìn nó mới, à, không có miếng gì trống hết luôn. Cái dòng Metsu 85 này rất là mạnh nha nè, bê tông 82 ly. Con số anh em thắc mắc là hỏi là Metsu 7 hay Metsu 8 này nó có cái đời, nó có cái bơm nhớt, cái bơm dầu phụ chỗ này có đời không? Thì cái này nó cũng giống như anh em nói nha, là nó có hai đời, một đời là nó có cái gắn cái bơm phụ chỗ này mà mình không cần xả dầu bọt á, một đời nó không có. Chứ không phải là nó không có là nó Metsu 7 nha anh em, nó là Metsu 8. Cái tông 82 ly. À, cái này em nhìn thấy nó rất là đẹp luôn, con dầu chỉ duy nhất là thiếu cái bô e thôi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha, máy này anh em về tự dọn là em bán anh em là 4.8 em bao ship nè, 4.8 bao ship. Anh em nào làm được con máy này thì alo giùm em ha. Và tiếp theo là cái Metsu 7. Ngoại hình máy nó thì em quay cho anh em bà con cô bác mình coi. Thì em chỉ xịt nước sơ xài qua loa thôi. Bị mấy ngày nay là hoàn toàn là không có thợ làm. Có thằng Nhi bữa nay nó lót tót vô được buổi trưa tới giờ. Hôm nay không có thừa thì không có ra. Nói chung là lực lượng bây giờ mỏng lét luôn. Nên những cái máy nào mà đổ dầu vô chạy hoặc là làm rất là nhẹ thì tụi em mới lên sóng cùng anh em được ha. Máy này Nhi làm rồi nè. Đây là cái Metsu 7 này, đặc biệt là anh em để đồng bơm nước mấy dòng này nó rất là bền, rất là nhạy, nhưng mà giá tiền cái này vừa túi tiền so với mấy D6 thì nó chạy ngon hơn nhiều nữa nè, chạy ngon hơn rất là nhiều, độ bền cao. Bây giờ mình mua cái máy D6 nước bây giờ nó cũng tầm 4.4-4.5 đi mà chạy còn mắc canh nước, còn này chạy gió. Này thì trên bãi về thì người ta tẩm cái góc đề nó mất tiêu rồi, về tới em thì nó không còn góc đề nữa. Cái này thì có ống khối, lấy tao quay ra con. Cái này hồi thì em gắn chống khối vô cho anh em bà con cô bác mình nha. Này cái bue mà ba có bằng tiền nữa. Quay chạy luôn cho á. Ừ, con quay chạy luôn đi. Nhìn nó hơi xét. Kết nước cái dòng này nó dày dữ lắm, ngày chưa đổ cắt nước rồi vậy con, chưa đổ nước. Oh yeah yeah. Ra rủ một tiền nhậu gì bà? Tưởng ra rủ một tiền nhậu chứ, rồi quất nó con. Bơm nước là tầm cái này, đây là bơm dừa đó. Con khoái nó cái dòng này là nó chạy nó đầm nó có rung, con khoái nhiều hết đó, vì nó có búa dục nó mạnh. Cái ưu điểm của nó là nó bền, rất là bền nha, bền. Anh em thấy nó hầm hố gì nó chạy nó sụp hơi dầu, nó chạy ít hơi dầu so với cái máy của đêm. Em nghe ông anh ông nói là ông có thử chạy rồi, ví dụ như một tiếng đồng hồ, ví dụ là cái máy dầu D6 mà chạy là 1 lít thì này nó chạy có khoảng hơn 3 tỷ ký so với từng 1 lít á. Còn nó là tính về lâu dài, anh em nào tính kỹ á thì nó ra cũng khá khá chút tiền á, tiền trên lợp ví dụ mà độ độ hậu dầu á. Cái dòng này thì mặt ram nó rất là dày nha, dày dữ lắm vậy. Cái này làm về dặn cái này, bởi em suy nghĩ là con máy nó nặng hơn người ta bởi vì này đồ nó rất là dày quá chắc chắn. Nó dúng 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 Thank you.
Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn hen. Cái này là cái Mitsu 7 nghe nè. Cái này em bán cho anh em là 4,2 triệu em bao ship. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em trừ lại 400.000 ha. Là nó tầm 3,8 triệu. Mà nhưng chắc chắn 100% với anh em, thứ nhất là mạnh hơn đi 6. Thứ hai bền hơn, thứ ba là rất ít thao nhiên liệu. Nhìn thấy anh em có thể một số bà con nhìn thấy nó cũ kỹ, có thể là mình đánh giá là con ấy u. Nhìn thấy ghê ha, nhưng mà thật sự nếu anh em nào mà có mua một cái máy này gần một bà con nào mà đang sử dụng cái D6 ha, mình coi thử cái độ bền đó, thì anh em sẽ nhận thấy là cái những cái dòng máy Nhật Bản mà không phải riêng về Mitsu này ha, nó sẽ rất là bền so với những cái dòng máy D mình ha. Còn có một số bà con đang phân vân về vấn đề là linh kiện, có một số anh em nhắn tin mà hổng dài bị em công việc nhiều quá em không có trả lời hết được ha. Thứ nhất là nói là dòng máy này là không có linh kiện, thì anh em bà con cô bác nào đang cần những cái linh kiện này, ví dụ là nắp phi láp nè, bét nè, rồi bạc sơ mi bê tông, thì cứ việc alo em ha, ở bên cửa hàng bên em có bán hết nha. Có anh em an tâm về vấn đề đó nha. Số bà con cứ nói ui cái máy này không có đồ, anh em nào nó không có đồ cứ gọi cho em đáp ứng cho anh em từ A tới Z. Nếu một số bà con cứ nhắn tin cái gì rồi em không có thời gian, dưới lúc này em bận quá rồi em không có trả lời được. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho anh em một cái con máy chưa dọn này, này là ADS 80. Cái này là về hoàn toàn cũng chưa dọn luôn, mình máy thì xét nghẹt đen thui xấu quá. Nói chung là em xấu sao cái máy này xấu hơn, cái nền chưa đóng nữa, đây còn dầu luôn mẹ, còn dầu hả, dữ còn hơn nửa bình luôn đó. Trời ơi cái gì vậy, còn lăn nó thử chút chứ không kệ, có tay quay kìa, lăn được. Ồ lăn được không hả, dầu hơn nửa bình anh em ơi. Anh em nhìn nè, chỉ nói giật mình luôn á. Lời rồi, tại cái máy nào cũng về mà nhóc bình dầu này dạo luôn rồi. Chưa có chân nền nha, lỡ nó chạy bắt tử cái là chuyện không có nổi đâu nha. Con bé xúc bắp, quay chơi không bé xúc bắp luôn, chơi liều với con trai. Không bơm. Đây lấy tay này, không bơm. Máy này xử lý vô luôn nè. Rồi cái máy này nhờ con nghiêng cân trước giùm bác ơi. Cái này là ADS 70, cái số CD là 71150 hay gì kìa. Cái số khó nhìn quá anh em ơi, bị chưa có rửa kỹ. 7150. Mình máy là nguyên viên toàn đập dơ hèm đen thui xấu quá. Nói chung là chưa rửa nó đã xấu rồi, chưa rửa nó càng xấu hơn. Bu ly thì nó mẻ rảnh ngoài tí xíu anh em, bu ly này chắc cỡ khoảng một tấc, nhưng mà máy thì lăn được không bơm. Cái này em bán về cho anh em tự dọn ha, cái này ở tết 70 anh em nhớ lưu ý giúp em hen, nguyên si toàn tập để em bán theo nguyên trạng gì nè, là không kèm theo tay quay, anh em nhớ lưu ý là chưa có cái tay quay nha. Cái này em tính em là 4,2 triệu em bao ship anh em, 4,2 triệu bao ship. Rồi tiếp tục cái máy này là cái Mitsu 7 này, có làm chưa con trai? Cái máy này là máy chưa dọn nè, máy chưa dọn dành cho đặc biệt cho anh em bà con cô bác nào mà có tay nghề, anh em nhớ lưu ý là có tay nghề không mua về những cái máy này nha. Vì máy này là máy trên bãi về tụi em không có thợ, tụi em mới bán giá giá gì nè. Rồi nhờ con lăn giùm bác ơi. Trời ơi con dây này là dữ luôn rồi nè, đó cái này là mắt in gì em không biết, này là cũng dữ lắm luôn nè. Cái dòng này em rất là khoái, nó giống như mấy video trước em hay nói, thứ nhất là bền, thứ hai là chạy hay ít rung. Lăn được không anh? Lăn đi, lăn hai tay đi em dịch cho. Bẻ xúc bắp, bẻ xúc bắp để lăn chết đó. Rồi hơi còn mặt luôn hả? Hơi tới dính chân đất. Hơi dữ lắm rồi nè, rất là hơi nám rất là nhiều. Rồi bỏ xuống đi con trai. Rồi bỏ xuống đi con. Cái này thì góc độ em nhìn thì cái thùng dầu này bên bển đã bị người ta hàng rồi anh em.
Cái này ngay anh nhà nghèo nè, giống em nè, tận dụng được tối đa những gì mình đang có luôn. Mình máy nó thì gì đây, nó xu thì mặt gam 100% với anh em. Nếu mà anh em nào chưa từng xài thì quay nói là sao nhìn nó xấu. Cái dòng này mặt gam nó gì đó, nó bằng gan, bởi anh em lúc nào nhìn thấy nó cũng cái màu gì nè, chứ nó không có mới đẹp giống như những cái dòng máy khác. Bị của mình nó là giống như sắt pha gan, nó rất là dày dặn, rất là chắc chắn nhưng mà nhìn không đẹp. Cái này em bán cho anh em là 3.880.000, bị phí ship mấy này là 380.000. Còn máy em bán cho anh em là bao lăng chưa có tay quay là 3.500.000. Tổng cộng cái máy này là 3.880.000. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Máy thì em bao lăng bao hơi anh em mình luôn. Chỉ có cái điều là thủ sẵn là mình có tay nghề rồi mình không mua, hoặc là mình đang sử dụng máy này mình biết chút ít gì máy dầu, anh em không mua những cái máy chưa dọn anh em. Sợ nhiều khi anh em mua về cái làm mà nó không có chạy, mình không có tay nghề á thì bị vợ hoặc con than phiền khi nó mất cái tình cảm cho gia đình anh em. Em không muốn chuyện đó xảy ra. Mua làm sao mà cảm thấy mình tự tin mình làm được mình không mua. Còn nhắm không làm được thì nhờ bên em, hoặc là bên nào làm cái máy nó nổ rồi, hoặc là một cơ sở bán nào ha anh em mới mua. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.